Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Bữa giờ thì là có một số khách hàng nam là phân biệt là tại sao mà Suka toàn giới thiệu các đồng hồ của nữ không mà không có giới thiệu các đồng hồ của nam. Để đáp ứng nhu cầu đó thì là hôm nay Suka giới thiệu đồng hồ nam của hãng Fossil rất là nổi tiếng luôn. Và cái đồng hồ này nó nằm ở trong cái hộp như thế này, rất là sang trọng, rất là tiện để mình tặng quà trong cái dịp cuối năm á. Nó sẽ trong chiếc hộp như thế này và mình sẽ mở ra cái hộp đang còn nguyên ha. Và cái đồng hồ này á thì là nó có dây này á, thì là cái này là dây bằng inox như thế này, và bên cạnh đó thì là họ còn bonus cho mình thêm một cái dây nữa, đó là cái dây bằng da, nên là có thể là thay đổi qua lại, khi nào thích đeo dây này thì đeo, khi nào thích đeo dây này thì đeo. Và đây là cái đồng hồ của chính hãng luôn ha, bữa nay mình mới mở ra nè. Đây, cái đồng hồ của chính hãng luôn và vẫn đang còn là cái mạc của hãng Fossil. Và ở phía đằng sau á là nó sẽ như thế này, và cái đồng hồ này á vẫn đang còn giá niêm yết ở đây, đó là giá là 149 đô, nhưng mà thực ra là giá 50% off, nên là giá về Việt Nam á thì là chưa tới 3 triệu đâu, nên là cũng rất là rẻ. Để tham khảo giá thì mọi người có thể là lên trên fanpage là Suka hàng Mỹ để biết thêm chi tiết nha. Và cái phía đằng sau này á rất là tiện, đó là cái phía đằng sau này đó là nó có cái nút để mình bấm vô hoặc là mình mở ra, và nó có cái này để giữ cái đồng hồ của mình, để lỡ có bị rớt thì là không có mất, nó vẫn nằm trên tay của mình. Và cái đồng hồ này là vẫn đang còn mới trong hộp nguyên nha, và đang bọc bởi cái lớp bọc này rất là còn nguyên, và cái mặt đồng hồ á cũng là đang có cái dây cái bọc để bọc nha. Và mình thử đeo mọi người xem ha, rất là đẹp luôn, tại vì tay mình là tay con gái nên là nó hơi nhỏ. Đây, chiếc đồng hồ Fossil rất là đẹp và sang trọng để dành cho phái nam, dành cho các anh nhân dịp lễ cuối năm á, thì là các anh có thể là tự thưởng cho mình, hay là các chị là có thể mua để tặng cho người yêu. Chiếc đồng hồ Fossil rất là nổi tiếng và rất là đẹp, và mở ra cũng rất là dễ. Đây, như thế này, mọi người cùng ngắm chiếc đồng hồ ha. Mình có thể đóng vô như thế này, rất là tiện, đóng vô áo đó, rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đây, chiếc đồng hồ Fossil và có giá niêm yết ở đây. Và để mình lấy cái dây da ra mọi người xem ha. Cái dây da này á là nó sẽ màu đen, và ở phía trong á là nó màu trắng như thế này. Và cái dây này nó rất là mềm và sờ rất là êm tay luôn á, êm lắm. Đây, để mình bỏ vô trong này. Và cái chiếc đồng hồ này á ở phía đằng sau á là để mình coi ha, mở ra cái phía đằng sau á là nó có cái số series của cái đồng hồ luôn, tại vì là camera nó hơi chói nên là mọi người có thể nhìn không có rõ cái số series của cái đồng hồ luôn. Và cái đồng hồ này á là cái bộ máy của đồng hồ là của Nhật, nhưng mà cái dây tráp này á là made in China ha, nhưng mà mọi người yên tâm, hàng China mà xuất khẩu qua Mỹ á thì là đã được kiểm duyệt và rất là đảm bảo an toàn và chất lượng, tất cả là đã đều là được kiểm duyệt rất là kỹ, và đã được hãng Fossil này là họ kiểm duyệt rất là kỹ mới được là tin tưởng và được là sản xuất cái dây này.
Và cái bộ máy này á rất là đảm bảo. Để mình coi, nhấc cái này lên. Ồ đây, ở dưới cái hộp này á là nó có cái giấy của hãng nha, và trong này á nó có rất là nhiều thứ tiếng. Cái đồng hồ này á là nó không vô nước nha, nó có ghi chú hết, tức là khi mà mình bơi lội á thì là dưới độ sâu là trong vòng bao nhiêu mét và trong bao nhiêu phút, hoặc là khi mà mình lặn dưới sâu dưới nước á là trong bao nhiêu phút, thì là có ghi chú ở đây để mọi người chú ý là khi xài cái đồng hồ này á thì là khi mình xuống nước là được đảm bảo là khoảng bao lâu. Và trong này nó có hướng dẫn là khi mà mình tiếp xúc với độ sâu dưới nước khoảng bao nhiêu phút, đó là mình có thể là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng. Cái đồng hồ này là tiếp xúc với nước và tiếp xúc với trời mưa, hoặc là khi bơi lội hoặc là khi lặn là đều được hết nha. Nhưng mà mọi người nên tham khảo cái bảng hướng dẫn này để biết là mình tiếp xúc dưới độ sâu hoặc là dưới nước các loại nào được bao nhiêu phút ha. Cái này thì là nó có tiếng Anh, tiếng Mỹ và có rất là nhiều thứ tiếng ở đây, nên là mọi người có thể tham khảo. Và cái giấy này là cái giấy của chính hãng nên là mọi người yên tâm. Để mình bỏ xuống dưới. Và chiếc đồng hồ này thì là nó cũng khá là đẹp và rất là lịch lãm để dành cho các anh đeo vô, rất là đẹp và rất là sang trọng luôn. Cái tay mình nhỏ nên là mình đeo ở ngoài cái chiếc áo đen rất là được. Đây, chiếc đồng hồ Fossil siêu để dành cho các anh nè, các chị order để tặng cho ông xã, cho người yêu nhân dịp lễ, hay là tặng cho ba, cho ông đều được ha. Đồng hồ này là mấy nam đeo vô thì rất là đẹp luôn, rất là phong độ. Mọi người cùng ngắm nha, chiếc đồng hồ phát siêu. Mọi chi tiết thì là mọi người liên lạc trên fanpage là Suka Hàng Mỹ để biết thêm chi tiết nha. Suka cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Suka. Mời mọi người ủng hộ, bấm like, share và đăng ký kênh để đồng hành cùng Suka trong những video giới thiệu về hàng Mỹ tiếp theo ha. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công. Bye bye.